Xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Trái Nhất Đất Tân Kim nha. Và hôm nay em đi quay và review cho cô chú chị một căn nhà được là ngay vị trí là quốc lộ 50, ngã ba Tân Kim. Từ vị trí căn nhà này, cô chú chị di chuyển về quận 8, quận 5, quận 10 chỉ mất từ 25 phút cho đến là 30 phút chạy xe thôi. Và căn nhà này đặc biệt của nó là khu dân cư cực kỳ đông đúc luôn. Đó, ngoài đó đông đúc cực kỳ luôn, bên này nữa này. Đó, từ đây mình đi ra ngoài đường đó, mình rẽ phải là đâm ra quốc lộ 50, khoảng tầm là 300m thôi nha cô chú chị. Đó, và di chuyển về quận 8 cực kỳ gần nữa. Căn nhà này, phía trước của căn nhà này này, đó có hai, bên thiết kế là có hai cái trụ cổng và có một cái vòm cổng trên đó, là bên em ốp gạch hết trơn rồi, rất là đẹp. Lớp cửa cổng bốn cánh bằng sắt, an ninh kiên cố nha cô chú chị. Không gian sân trước này, đó, với diện tích là ngang 4m2, dài 19m5 và nở hậu là 4m3. Thì bên em thiết kế con này này là một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và có hai nhà vệ sinh nha. Có sân trước rộng rãi này, mình đậu được 5 chiếc xe máy luôn nha cô chú chị. Sân trước đây, có bên này thì có một cái vòi để lấy nước để mình xịt rửa sân, rồi là xịt rửa xe. Bên này thì cô chú chị mình tận dụng là mình trồng cây nha. Rồi, thì phía trước nhà đây, bên em ốp đá cao lên đến pano luôn. Thì pano trước thì bên em có một cái đèn led để lấy sáng này. Hai bên này bên em đã ốp đá hết trơn rồi. Đó, thì giúp cho căn nhà mình nó thêm phần nó sáng sủa hơn. Và lớp cửa đi vào phòng khách là lớp cửa bốn cánh. Bên em chế tạo, thiết kế là bằng sắt nha. Và kính cường lực này. Mời cô chú chị mình sẽ di chuyển vào phòng khách ạ. Phòng khách đây, rộng rãi. Mình về thiết kế nội thất gì mình cũng được hết trơn ha. Thì có ốp gạch cao lên 1m4 này, trần là trần thạch cao, đèn led âm trần luôn. Và căn nhà này có hướng tây. Đó, hướng tây thì nắng chiều vào nhà. Thì cô chú chị nào mà mình đang có hợp hướng tây á thì mình hãy xem hết clip này luôn ha. Đây, dưới chân cầu thang á thì có một cái khoảng như vậy á, thì cô chú chị về mình thiết kế một cái tủ dưới này mình đựng đồ nha, tận dụng hết đi. Đi vào sâu hơn thì có một cái phòng ngủ. Đó, phòng ngủ dưới tầng trệt. Đó, ốp gạch cao lên 1m4, trần là thạch cao luôn nha cô chú chị. Cửa thì là bằng cửa bằng nhôm giả gỗ. Thì phòng ngủ này rộng rãi, cô chú chị về mình tha hồ mà thiết kế nội thất nha. Đường luồng cũng được mét. Phía dưới căn nhà thì có một cái khoảng toilet đây. Toilet cũng rộng rãi luôn, cao khoảng 2m. Đó, nhà này thì nói chung là có người ở rồi. Thì hiện trạng căn nhà thì cũng khoảng tầm là 90% nha cô chú chị. Có một khoảng nhà bếp ở dưới này. Đó, nhà bếp đây thì bên em có một cái tủ bếp dưới thôi, còn bếp trên thì cô chú chị về mình tự làm. Ốp gạch xung quanh đây cũng 1m4 rồi, ốp gạch ở ngay bếp này cũng 2m để mình nấu nướng nó thoải mái. Ở khu vực này có một cửa sổ để lấy gió ra lấy gió vào á, thì khi cô chú chị mình nấu ăn đây này, gió sẽ luồn ra ngoài này hết trơn luôn, rất là mát ha. Trần là trần la phong nha cô chú chị, có một cái cửa đi lên xuống nhà bếp luôn này. Đó, mời cô chú chị mình sẽ di chuyển lên trên lầu nha. Đây, cầu thang của căn nhà này thì cầu thang bằng inox, tay cầm inox luôn. Các bậc cầu thang lên xuống là cũng là rất là vừa bậc. Ở khu vực này là cũng có một cái lớp trang trí đây, phòng khách nó đẹp. Trên trên lầu 1 thì bên em thiết kế là có hai phòng ngủ và có một cái toilet. Thì phòng ngủ đầu tiên này, ngủ rất là rộng nha. Từ đây sang bên đó là khoảng hơn 3m, phải 3m rưỡi đó cô chú chị. Và chiều sâu này là 4m2, 4m3. Đó, tha hồ mà để nó thất luôn nha. Cửa đi vào phòng là cửa bằng nhôm. Đó, phía trên lầu này bên em thiết kế là trần là trần la phong hết nha cô chú chị. Rồi, đây là cái toilet trên lầu 1 này, ốp gạch cao 2m này. Đó, có một cái labo, một cái bồn cầu. Đó, không gian toilet rộng rãi luôn, rất là rộng rãi. Và có đi ra đi vào thì cửa là cửa bằng nhôm, tránh reset. Rồi, đây là cái phòng bên ngoài nhà, phòng chính của nhà mình. Thì phòng này cũng có một cửa sổ để lấy gió này, một cái cửa đi ra ban công này cô chú chị. Đó, ban công rộng rãi luôn, nhìn ra là khu dân cư đông đúc luôn. Đây, mời cô chú chị mình sẽ xem qua.
Đó, ban công này rộng rãi mà cô chú chị mình trồng hoa. Rồi khu dân cư đông đúc, nhà sát nhau hết. Đó, và thì tiện đây em xin báo giá cho mình cái căn này giá này luôn nha. Thì căn này có diện tích là ngang 4m2, dài 19m5, được thiết kế là 1/1 lầu, có 3 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh. Căn này nở hộng là 4m3 nha cô chú chị. Thì căn này cô chú chị di chuyển được có 8 chỉ mất là 25 phút chạy xe thôi. Gần quốc lộ 50, cách quốc lộ 50 khoảng tầm là 300m. Cô chú chị nào mà mình quan tâm căn nhà này á, thì mình gọi đến số 0783620303 để em tư vấn và sắp xếp cô chú chị mình xuống mình xem nhà này nha. Và căn này hiện tại bên em đang bán giá là 2 tỷ 3, thương lượng chính chủ, cam kết giá rẻ nhất thị trường. Và cô chú chị hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm những căn nhà, những lô đất tại Bình Chánh và Tân Kim nha. Xin chào cô chú chị.